Kinh tế phi chính thức đặc biệt phát triển. Tác giả Đoàn Quang Minh. Một trong những lý do mà người Việt giàu có hơn rất nhiều so với các con số thống kê về GDP danh nghĩa, GDP sức mua tương đương, tính theo đầu người. Kinh tế chính thức là gì? Hiện nay, trên thế giới đang phổ biến tên gọi của một khu vực kinh tế phi chính thức, trái ngược với khu vực kinh tế chính thống. Thực tế, khu vực này tồn tại từ lâu và đã trở thành một bộ phận quan trọng cấu thành nền kinh tế của tất cả các nước trên thế giới, đặc biệt đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. Hoạt động kinh tế phi chính thức xuất hiện khắp mọi nơi ở Việt Nam và phát triển vô cùng mạnh mẽ. Điển hình là vào mọi lúc chúng ta đều có thể dễ dàng mua bán hàng hóa trên đường phố hoặc ăn bát phở trên vỉa hè, đi xe ôm hay may quần áo ở nhà hàng xóm. Thuật ngữ khu vực kinh tế phi chính thức đầu tiên do Hess 1973 đề xuất với mô tả một khu vực kinh tế truyền thống ở các nền kinh tế đang phát triển. Nguyên gốc, sự phân biệt giữa khu vực kinh tế chính thức và phi chính thức là dựa trên sự phân biệt giữa lao động được trả lương và lao động tự làm. Khu vực kinh tế phi chính thức được định nghĩa là tất cả các doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân sản xuất ít nhất một hoặc vài sản phẩm và dịch vụ để bán hoặc trao đổi, không đăng ký kinh doanh, không có giấy phép kinh doanh. Việc làm phi chính thức được định nghĩa là việc làm không có bảo hiểm xã hội, đặc biệt là bảo hiểm y tế. Tất cả các việc làm thuộc khu vực kinh tế phi chính thức được coi là việc làm phi chính thức. Kinh tế phi chính thức tại Việt Nam có một số liệu thống kê không chính thức cho biết. Ở Việt Nam, cứ 2 USD được làm ra trên thực tế thì khu vực kinh tế chính thống chỉ được 1 USD, còn lại thuộc về kinh tế phi chính thức. Có thể nói, kinh tế chính thức ở Việt Nam hiện nay chỉ phủ sóng được 3 nhóm đối tượng chính. Một là khu vực kinh tế nhà nước bao gồm các dịch vụ công, các doanh nghiệp nhà nước, các doanh nghiệp có vốn của nhà nước. Hai là các doanh nghiệp FDI. Ba là các doanh nghiệp đại chúng và một phần của các doanh nghiệp tư nhân lớn. Thực tế, hầu hết các doanh nghiệp tư nhân thuộc nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ đều né các quy định và lách luật để đưa phần lớn doanh thu và trả công lao động của họ vào khu vực kinh tế phi chính thức. Nghĩa là họ vẫn đăng ký kinh doanh, vẫn hạch toán kế toán và giao dịch qua ngân hàng, vẫn khai nộp thuế và phát hóa đơn. Nhưng khi hạch toán thì phần lớn doanh thu, lợi nhuận và quỹ lương sẽ bị gạt ra ngoài sổ sách. Ngoài các đối tượng kể trên, thì ở Việt Nam với truyền thống làm ăn nhỏ lẻ, chú trọng tính thiết thực, hiệu quả và tiện lợi, ưa kiểu làm ăn, lấy công làm lãi, nên các hộ cá nhân, hộ gia đình tự kinh doanh và trang trải chi phí phát triển rất mạnh. Ở Việt Nam, các cửa hàng, cửa hiệu mọc lên như nấm, từ các thành phố lớn hiện đại nhất cho đến các thành phố cấp 1, cấp 2, đến các thị xã, thị trấn, thị tứ và cả ở những vùng nông thôn, miền núi. Buôn bán và cung ứng các loại hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thượng vàng hạ cám. Bên cạnh đó, các loại hình chợ truyền thống vẫn được ưa chuộng ở Việt Nam. Bất chấp các siêu thị lớn, hiện đại đang phát triển cực nhanh. Bên cạnh đó, các làng nghề truyền thống và các cơ sở sản xuất tư nhân mọc lên khắp nơi, cung ứng rất nhiều sản phẩm chế tác có giá trị, phục vụ đời sống người dân. Kinh tế phi chính thức đem lại cho người dân những gì? Người Việt Nam giỏi xoay sở và không cam chịu, không muốn lệ thuộc vào một nguồn thu nhập chính thức nào. Vì thế những người có chỗ làm thơm hoặc đã có thu nhập ổn định thì vẫn cứ tranh thủ kiếm thêm một tí. Tâm lý này càng làm cho kinh tế phi chính thức phát triển mạnh ở Việt Nam.
khác với sự tưởng tượng của nhiều người, rằng kinh tế phi chính thức chủ yếu là buôn thúng bán mẹt hoặc làm ô xin, chợ lao động. Xã hội càng phát triển thì kinh tế phi chính thức càng hiện đại và tinh vi hơn. Chúng ta sẽ không lạ khi thấy một cô bạn đăng lên Facebook một status như sau: "Các mẹ ơi, hôm trước ông anh nhà em ở quê có gửi ra cho mẹ con em một yến cam, cam nhà trồng và sạch 100% các mẹ ạ. Nhà em ăn mãi không hết, cầm một ít đem biếu chị trưởng phòng và mời các anh chị em ở cơ quan cùng ăn. Ai cũng khen ngon tấm tắc và nhờ em đặt vài ký đến một yến để ăn và đem biếu. Ai có nhu cầu thì inbox cho em để em gộp lại một thẻ, gửi xe khách đem lên, tiết kiệm phí vận chuyển các mẹ ạ." Ấy thế mà có những mẹ bỉm sữa bán được hàng tấn cam cũng như các sản phẩm nông sản khác, vừa tăng thu nhập, vừa được giao lưu, và dĩ nhiên chúng thuộc về kinh tế phi chính thức. Khu vực kinh tế phi chính thức hiển hiện ở mọi ngóc ngách trong đời sống xã hội Việt Nam, từ thành thị đến nông thôn, lên miền núi và ra đến hải đảo. Ở đâu càng đông người, càng tấp nập, càng sôi động và hấp dẫn thì kinh tế phi chính thức càng phát triển. Có những nơi kinh tế phi chính thức lấn át khu vực kinh tế chính thức. Có nhiều địa phương lãnh đạo cố tình lờ cho người dân, đẩy mạnh làm giàu bằng kênh phi chính thức, rồi đến khi bị cấp trên hoặc trung ương thúc ép thì mới lùa dần các cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp vào khu vực chính thức. Chính vì vậy, chúng ta mới thấy nếu chỉ theo các con số thống kê thì GDP đầu người của Việt Nam rất thấp, lương và năng suất lao động của người Việt Nam rất thấp. Nhưng đi vào từng hộ gia đình ở Việt Nam thì lại sững sờ vì không biết tiền họ kiếm ở đâu ra. Người Việt ở trong nước còn thi thoảng giật mình với bạn bè hàng xóm, họ hàng nhà mình thì sẽ không lạ khi các bác Việt Kiều lâu lâu về nước sẽ mắt chữ A mồm chữ O với cách tiêu tiền của dân trong nước. Tôi xin kể một câu chuyện nhỏ. Có một anh bạn học trung đại học, đến năm thứ ba thì theo gia đình ra nước ngoài, bố làm tham tán sứ quán, học nốt rồi kiếm cái suất định cư ở lại nước ngoài. Cách đây hơn 2 năm, về Việt Nam chơi và tìm kiếm cơ hội kinh doanh nên gọi một nhóm bạn thân từ đại học đến phổ thông đi nhậu, ngót nghét chừng 20 người. Anh bạn này vốn tính sôi nổi, hào phóng và quảng giao nên bữa tiệc rất vui. Bia rượu chảy lênh láng và anh ta dĩ nhiên là trung tâm của tiệc rượu với muôn vàn những câu chuyện hấp dẫn nơi trời Tây. Đến khi thanh toán xong xuôi, anh ta bo cho nhân viên phục vụ mỗi người 50.000. Thấy rằng bữa tiệc quá ồn ào, nhậu quá khuya và các em rất vất vả, một anh bạn khác rút 1 triệu ra bo thêm cho cả nhóm. Anh bạn Việt Kiều ngà ngà say, tỏ ra không hài lòng, giằng lại tiền, nói: "Mày coi thường tao à? Mày chê Việt Kiều à? Bờ la bờ la." Mọi người chỉ cười và can ngăn. Có người nói: "Mày cứ ở Việt Nam thêm 1-2 tuần rồi sẽ biết." Và sau 1 tuần thì anh này chính thức xin anh em cho nghỉ, vì ngày nào cũng được dân trong nước đãi từ 1 đến 3 bữa nhậu, và bữa nào cũng có sơn hào hải vị, bia tươi, rượu Tây, xì gà, mà ở Tây chẳng mấy khi anh ta dám đụng tới. Trước khi tạm biệt Việt Nam, bạn tôi hỏi: "Ở Việt Nam chúng mày toàn sinh hoạt như thế à?" Tôi cười: "Ồ không, cũng thi thoảng thôi, vì mày có tấm lòng với anh em và lâu lâu mới về Việt Nam nên anh em quý mới mời nhiều như vậy. Chứ bình thường thì chúng tao cũng phải thu xếp để mỗi tháng ăn chừng 10 bữa cơm gia đình, chứ không thì vợ giết thịt." Anh bạn chỉ biết lắc đầu, chia tay rồi hẹn từ giờ năm nào cũng phải về Việt Nam cho mở rộng tầm mắt. Nói về tài sản và cơ ngơi, hiện các nhà bán lẻ quốc tế đang đổ bộ rầm rộ vào Việt Nam và ước tính có khoảng 15-20% dân Việt Nam là trung lưu, nhưng thực tế người Việt Nam đủ tiêu chuẩn trung lưu cao ít nhất là gấp đôi. Tuy nhiên, theo thói quen sinh hoạt của người Việt vẫn phải là ngon, bổ, rẻ và không bao giờ để xảy ra tình trạng ráo mồ hôi là hết tiền.
Ở Việt Nam không hiếm trường hợp ra đường trông bô nhách, đi xe cà tàng, ăn mặc xuềnh xoàng, chém gió thì ao ao nên bị người mới gặp tỏ ý coi thường. Thế nhưng khi người đó cao hứng, về nhà tôi có rượu ngon, lôi cả hội về thì mới thực sự choáng với cơ ngơi nhà người ta. Bên cạnh đó, thi thoảng chúng ta vô những quán ăn, quán cà phê đẹp tuyệt vời mà không biết chủ quán làm gì, lấy ở đâu ra lắm tiền thế, xây quán rõ đẹp, rõ lắm tiền, nhưng giá dịch vụ lại rất êm ái. Đơn giản vì họ có điều kiện thì làm đẹp để vui thôi, tranh thủ mở quán vừa có thu nhập và tạo công ăn việc làm, vừa là chia sẻ cho mọi người cùng vui. Tôi không dám đảm bảo con số chính xác, nhưng áng chừng thì ở nông thôn, một hộ gia đình có tổng tài sản khoảng 3-5 tỷ thì mới ở làm mức trên trung bình. Ở thành phố có khoảng 7-10 tỷ mới là ở mức trên trung bình. Số gia đình có trên 1 triệu đô la ở Việt Nam cũng phải chiếm khoảng 10%. Nhóm siêu giàu thì tỷ lệ không cao nhưng cũng không phải là hiếm. Như vậy, khi chúng ta đọc về những con số thống kê và nhìn ra cuộc sống thực tế xã hội, sẽ thấy có nhiều điểm vênh khá lớn. Nếu chỉ cưỡi ngựa xem hoa hoặc cố tình nhận xét ác ý thì người ta sẽ nói nhà giàu ở Việt Nam là do tham nhũng, buôn lậu, trúng số hay ăn cắp. Nhưng sự thực, người giàu ở Việt Nam đa số là do làm ăn chân chính mà có được. Chỉ có điều, nhiều người trong số họ đi lên từ khu vực kinh tế phi chính thức. Sau khi tích được một số vốn rồi thì biết đầu tư và có hiệu quả vào bất động sản, chứng khoán, vàng mà phất mạnh. Trước khi bung ra thể hiện với đời, họ chân chỉ làm ăn, tích cóp hàng chục năm mà không ưa thể hiện nên xung quanh không biết họ đã giàu thế nào. Đến khi họ xây nhà, cho con đi du học hoặc tổ chức một đám cưới hoành tráng cho con thì mới vỡ lẽ ra là họ đã rất giàu rồi. Và ở Việt Nam, giờ tỷ lệ người giàu đang tăng lên rất nhanh. Thế nên mới có câu chuyện huy động 500 tấn vàng trong dân. Vì sao và để làm gì? Đó là vì người dân Việt Nam có tiền, có tài sản, nhưng chỉ ham tích trữ, ít chịu đưa vốn vào kinh doanh. Trong khi đó, khu vực kinh tế chính thức lại đói vốn. Để bớt bị lệ thuộc vào nguồn vốn ngoại, chính phủ đang tìm mọi cách để huy động tiền vàng nhàn rỗi trong dân để thúc đẩy phát triển kinh tế. Những lập luận khác như ngân khố đang rỗng nên phải vay của dân hoặc chúng nó lừa để móc túi dân đều là nhảm nhí, không thèm chấp với những luận điệu xuyên tạc đó. Tóm lại, phải sống ở Việt Nam, chịu khó quan sát và chịu va đập với đời sống kinh tế ở Việt Nam thì mới thấy hết người dân Việt Nam thực chất giàu đến mức nào. Đành rằng Việt Nam vẫn chưa là nước giàu và người Việt Nam vẫn còn phải nỗ lực phấn đấu rất nhiều để đưa Việt Nam vươn lên thành cường quốc kinh tế của khu vực và châu Á. Thế nhưng nếu chỉ dựa vào những con số thống kê để nói Việt Nam vẫn ở top cuối Đông Nam Á thì không đúng đâu. Đời sống và tài sản, thu nhập của người dân Việt Nam đã vượt xa Indonesia và Philippines, nhỉnh hơn Thái Lan và kém Malaysia không đáng kể. Xét ở khía cạnh tích lũy, tài sản và chất lượng cuộc sống, người dân Việt Nam đã lọt vào top đầu Đông Nam Á và vẫn đang tăng trưởng rất mạnh. Một trong những lý do để người Việt Nam đạt được chất lượng cao như vậy là do kinh tế phi chính thức ở Việt Nam đang rất phổ biến và vẫn phát triển mạnh, không kém gì kinh tế chính thức và một số lĩnh vực còn lấn át cả kinh tế chính thức. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.